Xin chào toàn thể các bác nhà mình nhé. Mời các bác cùng ngắm một cái bông hồng phấn nở ngày đầu tiên. Bây giờ là 12 giờ kém các bạn. Đấy, đây là một bông hồng phấn nở tự nhiên rất là đẹp các bạn. Cái thời tiết oi bức ở miền Bắc như này rất là khó chịu. Và mùa này các bác có thể tưới lan vào cái buổi sáng sớm là tốt nhất các bác nhé. Hiện tại thời tiết bây giờ sờ cái lá lan là nó rất là bỏng, nên là các bác hạn chế tưới vào buổi chiều, tưới vào buổi sớm nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày tưới một lần thôi các bác, vì bản thân những cái thân lan này nó là tích nước rất là nhiều, dẫn đến tình trạng thối lá rất là nhiều các bác, nên là tưới vào sáng sớm thôi, chiều hạn chế tưới bởi vì nó oi bức, nó ong, thời tiết nó ong rất là khó chịu. Vì nó rất là ít gió nên là cây lan rất dễ thối, nên là các bác tưới ở buổi sớm là đẹp nhất các bác nhé. Hôm nay thì em lên chia sẻ vài cái mặt hàng cho các bác sưu tầm. Bác nào thích sưu tầm cái giống gì thì alo cho em. Thì cái chậu hồng phấn đăng hoa này gồm có hai mầm gốc như các bác đã nhìn thấy trước màn hình. Đó các bác, rất là đẹp, cánh rất là bay. Đấy, như các bác đã nhìn thấy đẹp phê pha luôn. Chia sẻ cho các bác mình là 350.000 cho các bác nào thích sưu tầm nhé. Đấy, hoa thì tuyệt vời rồi, không phải chê nữa rồi. Đó, nở ngày đầu tiên. Và tiếp theo thì là một cái tác phẩm hồng minh châu 12 mầm gốc. Bác nào mà thích sưu tầm cái hồng minh châu làm tác phẩm này thì chia sẻ bác mình là 500.000 hồng minh châu. Một trong những cái mặt bông cũng rất là VIP trong những thập kỷ trước, gọi là những năm kia 2021-22. Bây giờ thì nó dễ rồi các bác, nên là các bác dễ dàng sưu tập. Và để tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác nhà mình một cái kỳ hồng phù hoa. Kỳ này là giao lưu cho các bác nhà mình là 700.000 cho các bác sưu tập. Kỳ số 2, kỳ này chia sẻ cho các bác nhà mình là 450.000. Tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là chất các bác ạ. Tiếp theo là đơn số 3, hồng phù hoa. Đơn này thì chia sẻ giao lưu cho bác mình 1 triệu đồng nhé, cho bác sưu tầm. Một chậu đôi mắt Pleiku chia sẻ cho bác mình là 2 triệu đồng các bác nhé. Các bác có thể nghiên cứu cân nhắc tài chính, những cái hàng này nó còn ít giống nên là nó cũng rất là đắt. Một cái chậu bạch tuyết hôm nay chia sẻ cho bác nhà mình là 150.000, gồm có 7 mầm gốc nhé, rất yêu thương. Tiếp theo thì em chia sẻ một cái kỳ Long Khánh 2,5 triệu. Kỳ số 1, kỳ số 2 là 2 triệu, kỳ số 3 là 2 triệu. Cái giống này nó cũng đắt các bạn. Đó, thì các bác nào sưu tầm thì báo em. Và để tiếp tục chương trình, một cái chậu hồng phai hôm nay chia sẻ cho bác nhà mình là một mầm gốc, một kỳ trên thân, 2-3 kỳ trên thân, chia sẻ cho bác nhà mình giá là 500.000 cho bác sưu tầm nhé, rất yêu thương thôi. Thì bây giờ nó cũng rẻ rồi. Đấy, những cái giống này các bác nên sưu tầm, một cái bông hồng rất đẹp. Hồng Á Hậu thì em vẫn chia sẻ cho bác nhà mình là 100.000 một chậu. Ở đây có 2 chậu 200.000, bác nào lấy thì báo em. Sức sống của nó rất là đẹp và bông hoa của nó cực kỳ phê luôn. Còn hồng xòe thì cũng là 100.000 bác nhé, 100.000 một chậu, bác nào lấy chậu nào báo em. Đấy, em quay xa cho bác, tổng thì là 4 chậu, bác nào lấy thì báo em nhé. Đấy, còn mít Văn Sơ cụ bà nó đang có nụ này. Đấy, hàng mang tính chất sưu tầm, chia sẻ cho bác nhà mình 100.000 nhé. Đấy, một mầm gốc 100.000 mít Văn Sơ cho bác sưu tầm nhé. Tiếp theo thì ở đây có 2 chậu hồng minh châu này. Bác nào lấy em chia sẻ cho bác nhà mình là 2 chậu này là 200. Đấy, chậu này có 7 mầm gốc, chậu này có 1 mầm gốc lớn rồi. Về các bác thay chậu đi là ok nhé, rất đẹp. Và tiếp tục chương trình thì em chia sẻ cho bác nhà mình là một cái kỳ bảo duy 250.000 cho bác sưu tầm thôi. Đó, rất đẹp, rất khỏe, rất lực. Còn sọc số đỏ này thì em chia sẻ cho bác mình đồng giá là 200.000, ở đây có 3 chậu này. Lâu lâu rồi không quay, đợt này nó ít tương tác các bạn, ít lượt xem. Nếu mà có vài trăm lượt xem thì cũng bán hết lâu rồi. Đấy, thì 3 chậu này là 600.000, bác nào chọn chậu nào chọn nhá. Số 1, số 2, số 3. Bây giờ là nó đang nắng nóng này các bạn. Đấy,
Hôm qua vừa tươi ngay ngáy mà sáng nay nó lại oi này. Đấy, oi. Lan thì các bác biết là cũng có rất nhiều. Đây là một cái bông gì đây, nở này, mắt hồn, mắt quý. Nên nó gọi là bông mắt quý các bác này. Đấy, cái đồm này, cái bông mắt quý này thì nó có mấy kỳ dinh thần các bác. Đây là cái bông mắt quý, nó gọi là mắt quý dâu hồn này. Đấy, nở tướng nào không để ý các bạn, rất đẹp. Đó, mắt đậm môi tuyết, nó gọi là mắt hồn nhé. Cái rề này có 1, 2, 3, 4 kỳ các bạn. Mầm gốc thì nó có 2 mầm nhưng mà không trồng các bạn, bỏ này. Bỏ bán cái thời gian nó dễ quá, bỏ không để ý các bạn. Bác nào lấy cái mắt quý dâu hồn mà chia sẻ cho bác nhà mình 50k nhé. Đấy, dâu hồn nó tàn rồi, mới nở thì nó rất là đẹp, rất là bầu, với 50.000 có 5 kỳ, 2 mầm gốc. Về các bác cắt sạch rễ ghép lên, cắt mới kỳ này trồng luôn là 1 chậu, chia 2 bể đẹp. Dâu hồn, đấy, mắt hồn các bác rất đẹp. Và tiếp tục thì chia sẻ cho bác nhà mình là mới cái chậu bạch tuyết này, 50 trắng bạch tuyết nhé, 200.000 một chậu. Đó, chậu số 1 200, số 2 200, số 3 200, số 4 200. Bạch tuyết các bác nhé, đồng giá 200 cho bác sưu tập. Cái giò có 1 2 3 4 mầm gốc. 4 kỳ dinh thân. Rất đẹp, rất yêu thương các bác nhé. Đấy, bác nào lấy thì báo em. Để em xem còn cái gì chia sẻ cho các bác này. Rất nhiều nhưng mà hơi nắng, hơi oi. Đây thì là những kỳ nó mới lên, thời tiết nó hơi oi bức các bạn. Đây là cái bông gì nó nở lên, hồng, nở bói các bạn, chưa mở mồm, nó vẫn còn nhỏ lắm. Đấy, toàn là các loại hàng đa dạng. Ở đây để bác nào thích sưu tầm sơn nở sơn la này, chia sẻ yêu thương 200.000 nhé, 200.000 sơn nở sơn la. Đây, chậu này nữa này. Chậu này có 1 kỳ. Đấy. Rất nhiều. Đây cũng có một cái chậu hồng phai nữa này. Một vòng gốc rất lực, rất khỏe này. Đấy. Đây bác nào lấy chậu hồng phai này đẹp, khỏe lực, siêu phàm luôn. Lấy các bác mình 300. Đấy. Á hậu. Rất là nhiều. Á hậu này thì cũng là 100.000 chậu thôi, ở đây còn vài chậu các bạn. Bạn nào lấy chậu nào lấy nhá. Đây có một cái kỳ Long Khánh, kỳ này nhỏ hơn 1.500.000 nhé. Còn những kỳ to này toàn là 2, 3, 4, 5 triệu. Đấy, bạn nào lấy chậu nào lấy. Nhiều lắm. Nhưng mà đây, hoa tàn rồi. Đây còn ít nữa. Rất nhiều các loại luôn. Mà có lẽ là chưa sắp xếp được các bạn. Hơi nắng, thời tiết hơi oi bức. Em tạm quay thế thôi. Bác nào lấy cái gì thì báo em nhé. Lúc nào mát em lại quay cho các bác sau. Máy nó bỏng quá rồi các bạn.